Xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và luôn luôn khỏe mạnh. Thì sáng nay thì mình mới lấy được một ít chim cu Hà Lan hay còn gọi là cu kim cương nha anh em. Đây là chim của nhà ông anh của mình nuôi sinh sản ra. Nhà ông anh của mình nuôi tập thể lồng AV rất là lớn anh em, nên ngày hôm qua bắt chim cho mình là một bầy này là phải buổi tối mới bắt được. Tại AV nó lớn, nó rộng, nó cao nữa, nên phải buổi tối mới bắt được chim anh em. Thì hôm nay thì mình quay cho anh em xem. Đây là những chú chim cu Hà Lan rất là đẹp. Dòng này là xuất xứ là bên Hà Lan, nhập ở bên nước ngoài về mới có nha anh em. Còn ở Việt Nam mình là mình nhân giống ra mới có hàng. Giá đợt trước mà hồi xưa thì nó rất là cao, bây giờ thì nó cũng rẻ rồi. Tầm triệu, triệu hai một đôi giống nha anh em. Còn chim này thì tất cả là chim có nhiều con nó đang đẻ, thì người nhà của ông anh á nên không biết con nào đẻ hay là con nào tơ nên bắt đại luôn. Ở trong này thì có chim đẻ, đang đẻ cũng có luôn, bắt lộn xì ngầu luôn á, vớ được con nào là bắt được con đó thôi. Bữa nay thì mình về được hình như là có 10 đôi anh em đó, 10 đôi rất là đẹp luôn nha. Đó, chim trưởng thành hết rồi, thức ăn của nó cũng rất là dễ. Đây cho ăn hạt kê nè, đó kê nhỏ nè, là mình cho ăn thêm hũ cám nữa, mình để cám thêm cho nó ăn. Loại này cũng rất là dễ nuôi, nó rất là khỏe, ăn giống như là mấy con chim cu gáy của mình đó. Mình ăn hạt kê nhỏ nha, hoặc là kê lớn thôi chứ không ăn lúa được nha. Có nhiều con ăn lúa đó, nó lâu khó tiêu, anh em ăn kê cho dễ tiêu. Đây mình, đây là cũng kê luôn nè. Đó, đợt trước mấy năm trước mình bán cho ông anh của mình có mấy đôi thôi. Đợt này gầy ra rất là nhiều, nhưng mà mỗi lần bắt rất là khó, nên khi nào mà có số lượng nhiều nhiều á để bắt luôn một lần. Đó, anh em kết cái dòng này alo liên hệ cho mình nha, nuôi kiện rất là đẹp, nuôi sinh sản cũng rất là dễ luôn. Cứ cặp chống máy là anh em nuôi ghép là đẻ một lứa được hai trứng, rồi nở hai con, giống như là mấy con cu ta hay là bồ câu á, nó cũng là đẻ hai trứng nở hai con, và thời gian ấp nó cũng rất là nhanh thôi, tầm 12 13 ngày gì đó, nó rất là nhanh. Đó, nuôi cũng rất là dễ nữa. Nuôi cái lồng nhỏ nhỏ cỡ 50 vuông đẻ cũng được nữa. Nhà anh em có nuôi AV chuồng lớn thả ra nha, lồng lớn á, nó đẻ cũng được. Đó, nhà ông anh mình cái lồng rất là AV rất là lớn, nuôi loại này rất là nhiều nha. Thì đợt này á, chục nó cũng nhiều, vô phá cũng rất là nhiều nên số lượng nó không có nhiều. Đó, rất là đẹp. Anh em kết dòng này alo liên hệ cho mình, số điện thoại địa chỉ bên dưới nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem. Anh em nhớ đăng ký kênh để khi nào có clip chim mới về mình sẽ quay lên cho anh em cùng xem.